Hello quý vị anh chị các bạn nhé. Các bạn muốn mình tư vấn về đầu tư bất động sản cũng như để tư vấn về quy hoạch sử dụng đất ở khu vực Hòa Lạc thì các bạn cứ inbox cho mình nhé. Hoặc các bạn có thể liên hệ với mọi thông tin mình để ở phần tiểu sử các bạn nhé. Bạn nào cần review về cái khu vực mà các bạn muốn đầu tư, muốn quay chi tiết về những cái khu vực mà các bạn quan tâm thì các bạn cứ inbox cho mình nhé. Hoặc là liên hệ với mình qua cái Zalo mình để ở phần tiểu sử các bạn nhé. Đây bắt đầu đến thôn 7 rồi các bạn nhé. Giá đất ở thôn 7 này thì nó rẻ hơn ở thôn 8 các bạn nhé. Hiện tại giá đất ở đây thì nó chỉ có giá khoảng từ 18 đến 23 triệu các bạn. Những lô đẹp thì nó lên đến 23 triệu, còn những lô bình thường thì khoảng 18 20 triệu. 18 20 triệu một mét vuông. Mình đã ra đến đầu thôn 7 rồi các bạn nhé. Đầu thôn 7 thì giá nó sẽ nhỉnh hơn các bạn nhé. Thì nó khoảng 25 đến 27 triệu một mét vuông các bạn. Những căn góc và những cái căn rộng mặt tiền một chút thì nó rơi khoảng 27 triệu mét vuông. Thế còn bình thường thì 25 triệu mét vuông các bạn nhé. 23 đến 25 triệu mét vuông các bạn. Quý vị anh chị xem kênh nhớ follow kênh, đăng ký kênh và thả tim giúp bất động sản Thạch Thất các bạn nhé. Mình đã đi hết thôn 7 rồi các bạn nhé. Bây giờ ra đường tỉnh lộ 419 rồi. Bây giờ mình rẽ trái để giá đất ở cái mặt đường H10 thì bây giờ nó đang có giá từ 30 đến 35 triệu mét vuông các bạn. Vì cái phần lớn cái đất ở mặt đường H10 thì là thường thường là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, cho nên là cái giá đất nó không cao và nó cái diện tích đất có sổ đỏ nó ít các bạn. Mình đã đi vào đường Mục Uyên các bạn ạ. Đây là đường Mục Uyên các bạn ạ.
giá đất ở mặt đường này thì đang có giá là từ 30 đến 35 triệu một mét vuông các bạn nhé. Từ đây mà lên đến cổng khu công nghệ cao Hòa Lạc thì chỉ tầm 500 mét các bạn. Hiện tại ở Tân Xã thì có thôn 9, thôn 5 và thôn 2, thôn 3 là đang có giá là cao nhất các bạn. Đây là trục đường chính của Tân Xã các bạn nhé. Đây là đường Ngục Quyên nhé. Ở đây thì có rất nhiều nhà trọ các bạn, rất nhiều nhà trọ luôn. Giờ đến đây thì thời lượng phát sóng của mình tương đối dài rồi. Bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bản tin của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.